Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Kim Ngân cặp đấu hiếm gặp. Theo truyền thống thì người đàn ông thích bạo lực hơn phụ nữ. Chính vì vậy mà môn boxing nó xuất hiện để dành cho nam giới chứ không phải dành cho nữ giới. Bởi nữ giới mà chơi môn boxing thì thân thể họ là nữ nhưng tính cách thì lại hướng về nam tính. Tuy nhiên thời hiện đại thì nữ giới cũng chơi boxing rất tốt. Trong lĩnh vực chính trị cũng vậy. Thời phong kiến thì nam giới tham gia 7 mưu tính kế đấu đá lẫn nhau ở cung đình, chứ phụ nữ ít tham gia. Tuy nhiên, ở hậu cung thì quý bà đấu với đủ các loại thủ đoạn độc ác, không thua gì đàn ông. Thời đó, người ta trọng nam khinh nữ, chuyện chính sự phụ nữ không được xen vào và để cho họ lo việc hậu cung. Chuyện chính sự và chuyện hậu cung là hai thế giới rạch ròi. Nước sông không phạm nước giếng. Hoàng hậu và các phi tần đấu nhau chí tử, nhưng hoàng hậu không làm gì đến vị thế của bá quan văn võ. Ngược lại, chuyện bá quan văn võ tố nhau, chuốc nhau, nhưng tuyệt nhiên họ không làm hại đến các cung tần ở hậu cung. Chuyện hậu cung chỉ có thái giám mới tham gia. Đây là hình ảnh ở lĩnh vực chính trị, nữ giới luôn chiếm tỷ lệ rất thấp. Đó là chuyện về thể chế chính trị cũ xưa từ thời phong kiến. Họ phân biệt giới nữ tính trong rất nhiều lĩnh vực và trong lĩnh vực chính trị là rõ nhất. Tuy nhiên, đến thời hiện đại, quốc gia dân chủ ngày càng nhiều tiến bộ, họ ra luật đem lại công bằng cho giới tính ở rất nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, chính trường với các quốc gia này, nam nữ đều bình đẳng. Việc bầu chọn, lựa đạo chọn lãnh đạo của người dân cử đưa ra cho nhà nước chỉ đạo và năng lực cá nhân, chứ không dựa vào giới tính. Chế độ độc tài toàn trị do Đảng Cộng sản Việt Nam dựng nên, nó có thể mang thể chế mô hình phong kiến có hiệu chỉnh. Tuy nó sinh sau các thể chế dân chủ, nhưng nó lại có cách tổ chức lạc hậu hơn, có cơ cấu bộ máy lạc hậu hơn, có luật pháp kém văn minh hơn. Và tất nhiên, trong lòng các quốc gia này cũng chưa hề có sự bình đẳng giới tính hoàn toàn, mặc dù luật pháp có nói về bình đẳng giới tính rất nhiều. Và nữ giới trong chính trường Việt Nam được đánh giá như thế nào? Phải nói, trong chính trường Việt Nam, nữ giới tham gia khá phổ biến. Tỷ lệ nữ giới tham gia chính trị luôn thấp hơn nam giới, đó là điều bình thường, ở các nước dân chủ cũng như thế. Tuy nhiên, về bản chất, phụ nữ tham gia chính trị ở Việt Nam khác với các nước dân chủ khác. Ở các nước dân chủ thì họ tạo ra các thế cạnh tranh ngang bằng nam nữ và cứ cạnh tranh dựa vào năng lực chính trị của mỗi người. Giữa nam và nữ đấu nhau, ai thuyết phục được cử tri bầu cho mình thì người đó sẽ thắng. Tuy vậy, trong chính trường các nước dân chủ, nữ vẫn ít hơn nam rất nhiều. Và vì sao lại như vậy? Vì thực tế, sức mạnh của nữ giới là hướng nội, còn làm chính trị là hướng ngoại, nên tính trung bình, nữ vẫn ít hơn nam trên chính trường. Đó là bản chất tự nhiên, không có liên quan gì đến phân biệt nữ giới. Còn trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì khác. Tỷ lệ nữ giới trong chính trường là tỷ lệ quy hoạch, không phải là tỷ lệ tự nhiên do tranh cử công bằng mà ra. Như vậy, tính bình đẳng nữ giới trong chính trị tại Đảng Cộng sản Việt Nam thường rất méo mó, nó không phản ánh sự thật. Điều đáng nói là tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị ở cấp cơ sở thì đông, nhưng càng lên cao thì tỷ lệ phụ nữ càng thấp dần đi. Tỷ lệ nữ ở Trung ương, đặc biệt trong vòng lòng Đảng Cộng sản Việt Nam ở cấp cao, thì cao hơn tỷ lệ nữ trong Bộ Chính trị và tỷ lệ nữ trong tứ trụ lại thấp nhất. Hầu như nhiệm kỳ nào tỷ lệ nữ trong Bộ Chính trị cũng gần như bằng không, ngoại trừ khóa 12. Đây là hình ảnh bà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, vị trí được Đảng Cộng sản Việt Nam dành riêng cho phụ nữ. Vì sao lại có chuyện lên càng cao thì tỷ lệ nữ càng thấp đi đến như vậy? Vì người Việt bị tư tưởng đạo khổng ăn vào máu rồi. Tuy trên truyền thông thì nói bình đẳng giới tính, nhưng trong tư tưởng họ không có cái nhìn bình đẳng được. Vì vậy, khi chức càng cao, nam giới phá vỡ tỷ lệ quy hoạch và giành lấy chiếc ghế quyền lực nhất cho mình. Từ nhiều năm nay, ghế Phó Chủ tịch nước luôn dành cho phụ nữ. Đó là một loại quy hoạch. Họ chia cho phụ nữ chiếc ghế không có thực quyền để lấy chỉ tiêu. Còn chiếc ghế có thực quyền thì nam giới đã giành cả. Đảng Cộng sản Việt Nam nắm chính quyền từ năm 1945 cho đến năm 2015 thì chưa bao giờ có một phụ nữ lọt vào tứ trụ. Và thậm chí chưa có phụ nữ nào lọt vào 5 vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có một nhiệm kỳ 12, đó là có bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguyễn Thị Kim Ngân đã lọt vào, và đến nhiệm kỳ 13 thì trật tự
cũ lại được lặp lại. Tỷ lệ phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo cấp cao vắng nên ít khi có va chạm quyền lợi. Nước Mỹ hay các nước dân chủ khác cũng vậy, khi tổng thống qua đời hay bị cách chức thì theo nguyên tắc kế thừa đó là phó tổng thống lên thay. Tuy nhiên với Việt Nam thì khác, khi ông chủ tịch nước Trần Đại Quang mất thì ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhận chiếc ghế của ông Quang chứ không phải là bà phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kế thừa. Bởi đơn giản đảng chỉ quy hoạch phụ nữ cho chức phó chủ tịch nước, còn chức chủ tịch nước giá trị hơn nhiều, không thể để rơi vào tay phụ nữ được. Từ năm 1945 cho đến năm 2015, trong tứ trụ bỗng nhiên xuất hiện bà Nguyễn Thị Kim Ngân ở vị trí tứ trụ. Trong 4 vị trí thì vị trí chủ tịch quốc hội là không có thực quyền nhất, nhưng vị trí này mà rơi vào tay phụ nữ thì chuyện xưa này hiếm có. Vị trí đó lẽ ra dành cho nam giới, nhưng theo giới quan sát thì nhờ có sự thỏa hiệp cuối cùng giữa ông Trọng và Nguyễn Tân Dũng mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân thành người phụ nữ đầu tiên leo vào vị trí tứ trụ, ngồi vào ghế chủ tịch quốc hội. Khi đấu đá lắng xuống thì bà Ngân cũng không trụ lại được chiếc ghế quyền lực nhất dành cho một phụ nữ như bà. Có thể nói chiếc ghế chủ tịch quốc hội không có thực quyền, nhưng nhiều ông vẫn đấu đá để giành cho bằng được. Nếu đấu với đàn ông thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân không có cửa thắng, vì bà Ngân vốn dựa vào thế lực Nguyễn Tân Dũng để leo lên cao. Khi Nguyễn Tân Dũng đã mất quyền lực thì sau đó bà cũng không trụ lại được quá một nhiệm kỳ ở chiếc ghế chủ tịch quốc hội. Đây là hình ảnh ba phụ nữ trong Bộ Chính trị khóa 12 có tỷ lệ phụ nữ cao nhất so với các khóa trước đó. Các cá nhân được lựa chọn cho một trong những vị trí tứ trụ thì phải phục vụ đủ một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị và đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến công việc cụ thể của họ. Tuy nhiên, trường hợp bà Ngân thì rất đặc biệt. Bà chỉ vào Bộ Chính trị được nửa nhiệm kỳ là bà bước vào tứ trụ ngay. Bà phá nguyên tắc lâu nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đó không phải là bà mạnh mà bà phá quy tắc như Nguyễn Phú Trọng, mà bà nhờ sự nhượng bộ của ông Nguyễn Phú Trọng để đổi lấy điều kiện ông Nguyễn Tân Dũng ra đi. Khi lên đến vị trí tứ trụ thì gần như đối thủ của bà Nguyễn Thị Kim Ngân toàn là nam giới, khó có phụ nữ nào mà có tham vọng vào tứ trụ để giành ghế với bà Ngân cho được. Trước đại hội lần thứ 13 đã xuất hiện đối thủ nữ của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Vào hội nghị trung ương lần thứ 13 vào giữa năm 2020 thì thông tin rò rỉ cho biết Bộ Chính trị đã dự định bà Trương Thị Mai sẽ là người hất cẳng bà Nguyễn Thị Kim Ngân ra khỏi chiếc ghế chủ tịch quốc hội. Được biết bà Mai cũng là một trong những cá nhân được ông Nguyễn Phú Trọng tín nhiệm. Đó là yếu tố trong quan trọng và giới thạo tin đã tung ra những thông tin như vậy. Tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam lại có một nhân vật nữ nữa có thể sẽ diễn ra. Như vậy nếu không có gì thay đổi tại hội nghị 14 và 15 sẽ xảy ra và tranh nhau giữa bà Mai và bà Ngân cho chiếc ghế chủ tịch quốc hội. Bà Mai thuộc thế lực mạnh, còn bà Ngân đã thuộc về thế lực hết thời. Tuy nhiên, qua 5 năm ngồi chiếc ghế chủ tịch quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tạo ra được uy tín đối với Trung ương Đảng và nhiều người trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên, dù tạo được uy tín, nhưng bà Ngân vẫn chưa phải là người đủ bản lĩnh để đứng đầu một nhóm lợi ích như ông Nguyễn Tân Dũng trước đây. Vì vậy, cửa thắng của bà Ngân không còn cao khi đấu với bà Trương Thị Mai. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Khóa 12 có 3 người phụ nữ là Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Tòng Thị Phóng và bà Trương Thị Mai, một tỷ lệ cao nhất so với các khóa trước đó trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên, 3 trên 19 người thì tỷ lệ nữ cũng quá thấp, khó mà có thể va chạm cho được. Tuy nhiên, khi cơ cấu đã vào tứ trụ, có hai phụ nữ giành nhau chiếc ghế thì lúc đó va chạm thực sự sẽ diễn ra. Việc phụ nữ vào tứ trụ đã khó mà phụ nữ choảng nhau để giành chiếc ghế trong tứ trụ lại càng khó hơn. Được biết, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 và 14 có đến 5 ủy viên Bộ Chính trị còn đủ tiêu chuẩn để được chọn vào vị trí Chủ tịch Quốc hội, trong đó có bà Mai. Như vậy, để trở thành người duy nhất trong 5 người đó thì bà Mai phải đánh bật 4 đấng nam nhi còn lại. Một điều kiện quá sức đối với bà Trương Thị Mai. Tuy nhiên, càng về sau thì càng chốt lại chỉ còn 2 cá nhân ứng cử chức vị Chủ tịch Quốc hội là bà Trương Thị Mai và ông Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội, so với một trưởng ban dân vận trung ương như bà Mai thì ông Huệ quá nặng ký. Nếu ông Huệ mà không thắng bà Mai thì chính trường Việt Nam có một cặp đấu hiếm nhất từ xưa đến nay, cặp đấu giữa hai người phụ nữ tranh nhau một chiếc ghế trong tứ trụ. Và thông tin cho rằng trận đấu giữa hai phụ nữ đã bị hủy vào phút chót. Như đã nói ở trên, ông Vương Đình Huệ là đối thủ rất nặng ký đối với bà Mai. Bởi sự thân tín của ông Huệ và ông Nguyễn Phú Trọng thì ai cũng biết.
còn bà Mai thì không phải là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Ước mơ của ông Huệ là chức thủ tướng chứ không phải là chức chủ tịch quốc hội. Vì đấu với ông Phạm Minh Chính không lại nên ông Vương Đình Huệ đành phải ngồi tạm ở chiếc ghế chủ tịch quốc hội. Việc ông Huệ không thắng nổi Phạm Minh Chính đã tước mất cơ hội lớn của bà Trương Thị Mai. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ, kẻ làm mất trận đấu giữa hai phụ nữ trong chính trường Việt Nam. Chính trường Việt Nam rất phức tạp, ông nào cũng lập phương án A và phương án B, thậm chí có ông lập cả phương án C. Thất bại phương án A thì chọn phương án B, và chính là con người kỹ tính, lập nhiều phương án như thế nên ông Vương Đình Huệ cuối cùng chiếm lấy chiếc ghế mà lẽ ra dành cho bà Trương Thị Mai. Chính vì vậy mà cặp đấu giữa hai phụ nữ cho chiếc ghế quyền lực thứ tư trong tứ trụ đã không thể xảy ra. Chắc có lẽ cũng lâu lắm, hoặc sẽ không bao giờ chính trường Việt Nam sẽ lại tiếp tục xảy ra hai phụ nữ choảng nhau để giành lấy một chiếc ghế trong tứ trụ như thế nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 3 năm 2021 với bản tin Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Kim Ngân cặp đấu hiếm có. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.